này mình đập về mình làm gì cô ha? Nấu cháo ha. Dạ. Cái này là con hàu chị cô? Hàu. Hàu gọi là hàu gì ta? Sữa. Dạ. Chị tên gì chị? Trâm. Trâm à? Trâm. Trâm á hả? Chị Trâm nay nhiêu tuổi rồi? 26. Ngày nào cũng ra đây đập hàu hả vậy? Lâu mới đập. Hàu này ngon hơn mấy hàu kia không ta? Hàu ngon hơn kia. Mà hàu tự nó có, còn kia nuôi. Ngày đập được nhiêu ký? Không á, đâu đâu có đập đâu, đập ăn nữa. À, đập đủ ăn mình về à? Giờ về mình làm gì? Mình nấu cháo là mình làm gì? Ướp gì? Nấu cháo. Mình nấu sao cho nó ngon con? Thèo. Nhiều quá ha. Đây nguyên bãi hàu luôn à. Đập biết bao giờ cho hết. I like me better when I'm with you.